Tí nữa sạc cái kia, ta sạc không đi, tí nó báo nóng, hết tí sạc để giờ sạc là nó báo nóng. Tí 5 phút hả? Không, nó nóng tự động sập màn hình xuống là nó rút ra nó cũng vậy. Hello mấy chị. Hôm nay không biết có đầy đủ mọi người không nha. Rồi em cố gắng like nhanh nha mấy chị. Ai đi chơi lễ thì đi đi. Rồi được chưa? Thấy em Thảo chấm giùm Thảo cái nha. Vẫn chưa thấy ở trên đây có chữ chấm nào của mấy chị hết trơn á. Rồi hôm nay em quyết định, nói chung là hôm qua cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nếu mà tặng quà thì cũng vài trăm ngàn thì cũng ok, nhưng mà nếu mà tặng tiền ship như thế này thì rất là thật sự là hơi quá tải. Tại vì sẽ mấy triệu chứ không có ít. Một cái lần mà em khuyến mãi cho mấy chị tiền ship một đơn mấy chục ngàn như thế này á, là một lần đó Thảo lỗ ít nhất phải 5-6 triệu. Nhưng mà mình dàn trải ra, với lại lâu lâu có một ngày lễ Tết đúng không? Rồi ok, em chấp nhận, nhưng mà mấy chị phải share livestream cho em Thảo nha. Rồi, vẫn như quy định có thôi. Điều kiện cần mấy chị share giùm em Thảo 1.000 lượt share. Chứ mấy chị share giùm hội nhóm giùm em, đừng share căn cá nhân nha mấy chị. Share nhiều quá cũng không được cái gì. Nhưng nhớ giùm em phải có share trang cá nhân giùm em Thảo một lần, và còn lại là mấy chị share hội nhóm. Hôm nay là ngày lễ, tối nay thì em sẽ nghỉ với mấy chị đi chơi. Nên bây giờ em sẽ like bù cho mấy chị, được chưa? Rồi bây giờ mới có 64 người và mấy bà già. Mới 27 lượt xe thôi, 30 lượt xe thôi. Rồi, cái này. Rồi một hộp sô-cô-la dành cho mấy chị. Để mở ra, nó còn niêm phong khó mở lắm nè, bằng đây còn hộp thiết nè. Rồi có một hộp sô-cô-la tặng cho mấy chị nha. Rồi chị nào muốn nhận hộp sô-cô-la này, đương nhiên là nó sẽ không về ngày đúng ngày lễ rồi, tại hôm nay lễ rồi. Nhưng mà coi như là quà của em nha mấy chị ha. Rồi giờ đang live. Dạ không chị, em đang live, đừng gọi giùm em nhé. Em đang live nó phiền, nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của em đó. Ồn ào em không chịu. Một mình em ồn là đủ rồi, đừng ồn. Đừng ai ồn hết trơn á. Nó chơi chứ mấy chị né giờ live, né giờ buổi sáng sớm giùm em. Có rất nhiều chị mình gọi vào giờ sáng sớm, rất khó chịu ha. Rồi ai muốn nhận cái này, ai muốn nhận một hộp quà, rồi comment giùm em Thảo là muốn nhận sô-cô-la hả? Cái gì, em cũng nên đi nha hả? Ui dụi, em suốt ngày nhà, em thích ở nhà hơn. Người em giống như là mỗi người có một cái sở thích, mỗi người có một cái gọi là cái thỏa mãn khác nhau. Đáng nhẽ là giờ này đang khi Đà Lạt rồi đó. Ai cũng người thích đi chơi, kẻ thích mua sắm. Nói chung là mỗi người một cái cảm, miễn sao em cảm thấy em hài lòng với cuộc sống là được. Chứ không nhất thiết là phải đi chơi. Em đi chơi thấy chỗ nào ồn à, em đi chùa mà chỗ nào đông em không đi đâu. Cái tính em nó quái đản, quái gở vậy đó. Chỗ nào mà vắng vắng thì thích tới lắm. Chùa nào mà không có người là thích ngồi đó lắm. Nhưng mà chùa nào đông người lại không thích tới. Thấy nó bon chen. Ví dụ như khẩu trang. Giờ nói vụ khẩu trang. Nhà em là nơi sản xuất luôn, là nhà máy sản xuất khẩu trang luôn. Đó, cái gì? Thảo mặc đầm bầu đẹp, hô ghét đầm bầu lắm. Nhưng mà tại vì do là cái, ủa sao cái bình ấy chưa tặng cho khách vậy? Cái bình siêu tóc sao chưa giao cho khách vậy? Giành giật mấy hôm nay, giành giật khẩu trang. Giờ lên cả 100.000 hộp, giá vốn cũng nhập luôn, cũng ngồi giành giật. Em nói thôi thà em không bán cho, không có giao cho ai hết trơn, còn hơn là em giành giật hồi em điên lên em chửi nữa. Tính em ngộ lắm, bởi vì không có đi ship hàng với ai được là vậy đó mấy chị. Rồi muốn nhận sô cô la, muốn nhận sô cô la giùm em nên là giờ mới nói xong. Nó đừng gọi xong cũng gọi nó được nói xong luôn á. Rồi xong chưa? Xong chưa? Ủa cái gì vậy, view kiểu gì vậy mấy chị? View kiểu này mà 19k ship cái gì? 98 lượt xem, 127 lượt view. Ôi ôi ôi.
À, chuyện gì xảy ra vậy? Hả? À, view như thế này làm sao? Muốn nhận sô cô la liền giùm em nhưng mà view em thấy không lên 5 phút rồi, đâu phải sớm đâu. Ồ, em hơi bất ngờ hay là hôm nay mấy chị đi chơi hết rồi hả? Vậy là em không có free ship được tí lộn tặng ship được mấy chị nha. Mới 107 lượt xe mày làm sao mà lên được 1.000 lượt xe? Ôi mấy chị cũng không muốn nhận sô cô la luôn đúng không? Ờ, cái gì nhận rồi không muốn nhận không muốn nhận đúng không, không nhận để ăn. Trời đất ơi, có ai comment đâu, có ai comment đâu. Rồi xong chưa, thôi bây giờ không ai nhận sô cô la thì thôi nha mấy chị ha. Rồi em mới trả lời xong luôn á, thôi bây giờ làm lên hàng cho mấy chị luôn á, nhanh nghĩ nè, có ai muốn nhận sô cô la đâu mà em tặng hả? Trời ơi, tặng cái áo đầu livestream anh, mấy cái quần này đem qua đâu rồi? Ở mấy cái quần đem qua đâu rồi? Đưa mấy cái quần leggin hàng bơm đưa đây coi. À đưa đây em tặng. Nè tặng cho mấy chị cái quần. Măng mông đó nha. Quần đùi tặng mấy chị 9k đầu livestream hè. Rồi không em giận rồi, không ai xem mà cũng không ai nói năng gì em hết trơn á. Nếu mà mấy chị ơi không đạt được 1.000 lượt xe em sẽ không khuyến mãi, cái đó là quy định xưa giờ của em nha mấy chị nha. Nha. Ý là em nói hả? Comment quá trời nè, không thấy comment của mấy chị. Mà cũng không thấy mấy chị xe. Nếu dưới 1.000 lượt xe thì em sẽ thu ship bình thường á. Rồi comment liền giùm em quần 9k. Rồi để em quy có xuyên cái cây quần này bị bơm nè, cái quần leggin bị bơm nè. Rồi xong chưa? À hôm nay là đi lễ hết rồi, chưa lễ hết à. Vậy là tôi không quy ship đâu á nha. Cái quần này nó nhỏ nhỏ vậy đó, chứ nó co giãn ra hoài luôn. 53, 54kg đổ về. Xong chưa mấy chị ơi? À, sao chị không mặc đầm cho khỏe mà ơi. Còn thôi em không không là hàng của chị Huỳnh Trân ơi. Rồi chị Huỳnh Trân không nhận hàng á, không nhận thôi, nhận em nhận về chị thôi à mấy chị, đơn giản ha. Rồi bán mấy chị cái quần leggings như thế này 19.000. Rồi nhanh lên chị Thiều Thiết chưa xe nè, quá chừng nhiều người chưa xe luôn á. Rồi bữa nay mấy chị mà không xem không muốn khuyến mãi đâu. Rồi comment giùm em quần 19, cái này là em mới nhặt được trong đống hàng xả ra bán cho mấy chị. Quần 19 được 2 nè. Sao em bật tiếng của chị chi mà không tắt em. Rồi 3 nè, 4, 5. Rồi quần 19.000. Rồi bao nhiêu cái quần 19.000. Rồi dục ra hết luôn. Rồi quần 19. Ok à, bị chặn hết trơn luôn hả? Nhưng mà mấy chị khác đâu. Rồi quần 19 cho Quế Thanh. Trăm Huỳnh chưa xe livestream, chị Hoàng Kim Hoàng mua về bán thì để cho chị. Hoàng Kim Hoàng đừng comment số điện thoại nữa chị ơi. Mai mốt chị comment mã giùm Thảo thôi nha. Quần 19 cho chị Như Nguyễn chia sẻ rồi nè em, ok. Không chia sẻ thôi, 19.000 tiền ship mà. Giận dễ sợ luôn hà. Rồi mới 175, 180 lượt xe thôi. Rồi quần cho chị Thị Huệ Huỳnh nè em, ok. Wow, quần cho chị Thoại Tính nè em, ok. Quần cho chị Bích Thủy nè. Rồi Văn Nguyễn Thị quần 19 nè. Út Thằng không có số điện thoại em bỏ qua nè. Quần cho chị Tuyết Mai nè. Chị Diễm bỏ chưa xe livestream thả bỏ qua nè. Rồi Hoàng Hương chưa xe livestream thả bỏ qua. Rồi còn quần hôm thì còn nhiêu để Phong Vân hết rồi thôi. Nè có cái này. Rồi Phong Vân mua về bán một xe vậy. Rồi xong chưa quý vị ơi. Rồi kế tiếp ạ. Rồi kế tiếp, kế tiếp ạ. Rồi, số máy bị khóa, em không bán nữa. Mấy chị bu hàng mà mấy chị cứ cho số. Rồi, mấy chị nhớ cái khóa mày không? Nó dày lắm luôn á. Nhưng mà ý là bây giờ nó bị bơm. Rồi, em cắt ra em bán cho mấy chị. Áo khoác 19.000 mua về cho mẹ. Mua về cho đi lao động ha mấy chị ha. Cái này em nói mặc 3 năm không á. Không ảnh hưởng gì á, vải đẹp lắm. Chỉ là ống hoa hòe thôi. Rồi, comment giùm em Thảo khoác 19.000. À quần 19 anh Thảo hết rồi. Nhưng mà phải có biểu tượng người xe livestream. Mấy chị không xe mà mấy chị đòi em Thảo tính 19.000 tiền ship xong tính. Rồi comment liền cho em Thảo nè. Khoác 19.000. Ơ à, bữa nay làm Thảo khuyến mãi mà mấy chị coi view như thế này. Làm sao em khuyến mãi cho mấy chị đây hả? Rồi khoác 19 chị Quế Thanh. Rồi khoác 19 cho chị Hoàng Kim Hoàng. Rồi khoác 19 là cho chị Bích Thủy. Có số đúng không? Khoác 19 cho chị Bằng Lăng Tím. Rồi hết khoác 19. Mà tặng cái áo đen chứ cái đã ha. Để có cái áo đen em tặng luôn. À con chuột màu đen. Chúc cho mấy chị cái thằng bơm 59.000 cái cho vui hỉ. Rồi comment giùm em phát 59.000 liền giùm em Thảo nè. Phát 59.000. Hôm nay coi em có hàng gì. Rồi cắt cái mấy cái đầm len ra giùm chị cái coi. Em có hàng gì, cái này là cái gì đây? Phát 19 rồi mấy chị ơi. Rồi đem bộ lên đây luôn. Nó em xả cho mấy chị cái đống này cho nó gọn nhà gọn cửa hen. Tiếp theo nhận ra chưa, 55kg đổ về tặng bộ này.
39.000, cảm ơn giùm em bộ 39.000. Rồi, chưa để tặng đầu livestream cho Thúy Thế chứ. Trời ơi, tiền ship có 19.000 mà còn không xe, không xe. Nếu hôm nay không được 1.000 lượt xe, em Thảo không tính tiền ship cho mấy chị 19.000. Em sẽ quay lại tính cho mấy chị là 30.000. Như vậy không chấp nhận được, không thể chấp nhận được. 60kg đổ về cái đầm tặng mấy chị 59.000. Đầm 59.000. Đầm men là bộ hay là áo đi mấy chị, đừng cần số tiền không, em không. Thì mấy chị để số tiền, đừng có đọc tên mấy chị là được nha. Chị nào comment sai em Thảo sẽ không đọc tên. Vậy thôi hà. Rồi comment liền giùm em. Áo đen 55kg đổ về tặng mấy chị 29.000. Comment giùm em áo đen 29.000. Rồi đồ bộ cô tâm hàng xịn nha mấy bà già, 55-57kg đổ về cái áo không đủ tiền nha. Rồi tặng bộ này cho mấy chị 80.000, cảm ơn giùm em bộ 80. Rồi lên mấy bộ 130 nè. Lên mấy bộ 130 cho phê cuộc đời ha mấy chị ạ. Nhìn chắc giải đường phê nha. Rồi 55kg đổ về giùm em Thảo. Ui cái này 57kg luôn á. Rồi bùm em bộ sọc quần nè, xuống không. Rồi cảm ơn giùm em Thảo là bộ sọc 85.000 luôn. Tặng đầu livestream mà ha. Rồi bộ sọc 85.000. Ui bộ này siêu phẩm. Rồi comment giùm em Thảo bộ trắng 99.000. 29 là Trần Vũ Ngân Bình. Trời ơi, lấy bộ này liền cho em Thảo. Bộ trắng 99 nè. Đầm 59 60kg đổ về. Rồi bộ này gì đây? Bộ xám, bộ xám. 55-57kg đổ về. Comment giùm em bộ xám. Tính mấy chị 85.000 luôn đi nha. Bộ xám 85.000. Mấy cái hàng này hàng bơm em bán đại. Hàng này hàng 130 hết nha mấy chị nha. Ui cái bộ hồng. Chị Ngân Bình chụp nhanh cái bộ hồng này làm em. Rồi chụp nhanh bộ hồng nha. 60kg đổ về. Comment giùm em bộ hồng 95.000. Bộ sọc 85 cho Thủy Tiên. Rồi bộ hồng đó 95.000. Bộ xám Burberry. Rồi bộ xám này 95.000 luôn. Bộ xám kia bộ sọc hồng ghi dục ra để lộn kìa. Trời ơi trời ơi. Rồi comment giùm em Thảo bộ hồng 95.000. Bộ hồng, ý lộn, bộ xám 95.000, bộ hồng 95.000, bộ đỏ 95.000 luôn nè. Cái quần không là 95.000 rồi đó nha. Hàng 130 nha mấy chị nha. Quần dài, comment giùm em bộ đỏ 95.000. Rồi cái tiếp nè, lên bộ xanh lá luôn hỉ. 95 cho Nhung Liêu. Rồi, tiền ship dày mà không chịu xe, giận không. 60kg đổ về. Cái này mấy chị ơi, phơm lửng ha, siêu phẩm. Comment giùm em Thảo bộ xanh lá 95.000. Ai mua được hên. Bộ xanh lá 95.000. Xong chưa, kế tiếp à. Rồi bộ cam này tặng mấy chị luôn 90.000 nè. Bộ xám 95. Bộ đỏ 95. Nguyên cái vàng đó là 95 hết. Bộ xám 85 là cái bộ về tay đó. Rồi xong chưa. Còn này bộ cam 55-57kg đổ về. Rồi bán mấy chị 90 nè. 90. Nữa không mấy chị. Nữa không, đưa giới ra chị tặng quà coi. Đưa giới lên đây tặng quà cho mấy chị nhé. Này để cuối giờ, giận rồi. Không xe live stream, không thèm lên hàng, không xe live stream, không tính tiền ship 19.000 đâu nha. Mới 299 lượt xe thôi. Rồi bộ vàng nè. Dễ cưng luôn. 95 Trần Vũ Ngân Bình. Rồi bộ vàng 95 luôn. Trông lẽ để mặt mấy chị. Rồi comment giùm em bộ vàng 95.000 nè. Trời ơi, vớ. Rồi vớ từ từ. 90 cho Lê Thanh. Vớ từ từ ha mấy chị ha. Nhiều đây mà tôi không nói ra chắc nó cũng không bao giờ đem cho tôi bán quá. Còn nữa không? Bộ cam 90 là cái bộ bô rip đó nha. Bộ cam 90 là bộ bô rip á. Rồi, xong chưa? Nhìn giải một cái đi ha. Nãy giờ không có được nhìn giải, không có sướng người đúng không? 55-57kg đổ về. Trời ơi, da cá dẻo nha mấy chị. Cực kỳ luôn á. Rồi bộ cam 95 cho Hoàng. Bộ cam 95 luôn. Cái này là hàng bơm. Em Thảo chấp nhận bán như thế này nha mấy chị nha. Rồi bộ cam đó 95.000. Giống luôn, bộ vàng 95.000 luôn mấy chị. Ai mua được mấy bộ đầu livestream này là hên lắm nha. Trời ơi, rồi, bộ vàng 95.000, bộ cam 95.000. Rồi với bộ này hình như là bộ tím hay sao á. Được chưa mấy chị? Rồi bộ này bộ tím hôm nay có áo khoác mèo. Mà em Thảo không biết có lên kịp cho mấy chị không. Áo khoác mè để mấy chị mặc đi chùa đi chèn. Trời ơi áo khoác mè là khỏi cần hỏi em là áo khoác gì nữa nha. Quánh chết đó.
nha. Áo khoác mè là áo khoác thể thao á, xíu em nở lên cho. Bộ vàng cho Hằng Nguyễn. À, vải im lắm luôn hả? Cảm ơn chị. Rồi bộ tím. Bộ tím 95.000. Nguyễn chị cho em xin lại số điện thoại chị ơi. Rồi, chưa để em coi coi còn bộ nào nữa không. Rồi còn bộ cam nữa. Rồi còn mua lên một bộ cam nữa. Nè cam 95 còn bộ nè. 96 đi. 96 luôn đúng không? Rồi bộ cam 96.000. 13 giờ đem bán xả ra như vậy. Rồi xong chưa? Thế tiếp à? Rồi nó xếp hàng, tôi không thấy hàng gì để bán luôn. Rồi tặng mấy chị cái này xong đi rồi em thảo lên hàng. Nó chắc hàng giờ nhìn giống như cái đám bùi nhùi, biết cái gì dưới đâu mà em lấy em bán cho mấy chị đây. Chị Trần Vũ Ngân Bình ơi. Hàng Nguyễn cầm mấy sắp tiền vô đi chị ơi. Lấy liền cho em đi chị. Mấy chị cầm mấy giá thì em luôn đi mấy chị ơi. Trời ơi, được xe livestream chưa? Được gọi là siêu phẩm chưa? Em tặng mấy chị 79.000, còn nhiều hơn tặng quà đó mấy chị. Trời ơi, mấy chị coi nè. Chết người không? 200.000 được không? Cảm ơn giùm em chân váy 79.000 được có mấy cái thôi. 6263 thoải mái giùm em nha mấy chị. Được 3 cái chân váy. Ok. Ơi được có hai cái đó à. Còn cái này màu nâu rồi. 75.000. Tí rồi 79.000 đi. Màu nâu 79.000 liền giùm em. 79 cho Thủy Tiên. Ok, chị Ngân Bình rồi hết. Đúng rồi, khách rứa VIP lụp liền. Làm em như em Thảo nâu 79. Ôi, ở đâu ra. Rồi nâu 79 giùm em Thảo nha mấy chị nha. Nâu 79. Bé theo, nâu qua thì nó sọc rồi. Kế tiếp à, trời ơi, không lên được 300 thì mấy chị nghĩ làm sao mà em Thảo tặng cho mấy chị tiền ship 19.000 vậy. Thì có giận ghê luôn á, đem nguyên đống máu đó vô đi mấy tụi bay chất cái hàng vậy. Chị không biết cái hàng gì nè, bịch đen không á, ai mà thấy được cái hàng gì mà bán. Rồi nâu chị Dung Dương nè, mua đủ đơn nha mấy chị nha, người ta dành dữ lắm mà không có đó. Chị Bích Thủy nè, rồi ok chưa. Trời ơi, chân váy vàng 65.000, 60kg đổ về, comment giùm em vàng 65.000. Rồi, thêm một cái xám nữa nha. Rồi, em lên một cái xám. Comment giùm em Thảo xám. Chơi với mấy chị luôn, 65.000. Rồi, nâu 65.000 liền cho em. Đã chín hết rồi, view dày nãy biết. Khỏi biết tặng quà, tặng ship kiểu này chắc chết quá. Rồi, comment giùm em Thảo nâu 65.000. Ôi, tự nhiên nản rồi mấy chị. Tiếp 19.000 đó nha. Trâm Quỳnh không có xe livestream, không để đơn nè. 365 lượt xe. Em ợp nha. Chứ kiểu này mấy chị tính tiền xe, tính tiền ship em lỗ chết. Thứ nhất là lên thông lực, lên số lượng nè. Thứ hai là mấy chị không có xe bài, không có công bằng với em. Chị em sẽ là để hàng đó, chị ơi. Một lần như vậy mấy chị xe như vậy, mấy chị sở hữu của em mười mấy ngàn mà mấy chị không có xe em Thảo không để được. Bé đẹp đẹp không để đơn, chưa xe livestream nè. Trăm mình chưa xe nè, nhiều lắm luôn á. Không giận đâu, không lên, em lên, lên vậy em lỗ. Không phải, có nghĩa là cái này chia sẻ là một nhiệm vụ của mấy chị luôn chứ bộ đúng không? Tự nhiên hôm nay không được 300 người xem. Hôm nay không được 300 người xem mà thiệt thòi cho em quá luôn á. Không nhớ nữa. Chưa, chia sẻ. Tặng khách rượu chia sẻ không mà. Không có công bằng, không muốn lên hàng. Đi lấy nước rửa tay cho mấy chị. Gì chị ơi? Rồi, xong chưa? Nè, bộ hồng. Bộ hồng này làm quần lửng nè. Thôi bán mấy chị 69 luôn nha. Cảm ơn giùm em hồng 69. Mấy cái kia chết là đen. Hai đứa ngồi nhìn chị không. Mày nay lấy cái lô hot về để bán nè. Cái giải mà hồi bữa em cầm lên em hết hồn nè. Hôm nay em lấy cho mấy chị nè. Rồi hồng xin điện thoại khóa máy không bán hàng mấy chị ơi. Rồi bộ hồng cho chị bằng lăng tím. Rồi, hầm cho bằng lăng tím, dặn rồi, xong xin bán mua hàng cho số điện thoại thôi bao, không bán nữa. Rồi, comment giùm em Thảo, bộ hồng rớt tớp tặng 79.000, 55kg đổ về. Rồi, bộ hồng 79.000,
đây còn mấy bộ em gửi xin cho mấy chị nhé. Đây cái tí bà bồ cam à. Rồi lên cái mẫu, lên mẫu áo này đi. Như comment liền em không có khẩu trang mấy chị ơi, đừng hỏi em nữa mà, hỏi riết em cọc luôn á. Đã nói là không có lấy được, người ta giành giật bây giờ một hộp giá vốn là để cả 100.000 rồi, làm sao mà đưa chia mấy chị mang tiếng mà em. Ủa, em ăn lời nó mà hộp 2.2 hả? Ôi ai muốn dành nhiều dành đi, hộp 2.2 về mất công nó tụi ăn tiền đó, khổ khổ lắm lắm luôn á. Rồi hồng 69 em hết, bộ cam là cái bộ nghiệt nào vậy giờ lên hàng vậy. Rồi comment liền cho em Thảo nè, bộ này bộ cam 79.000 là cho chị Hoàng Kim Hoàng nè. Rồi chị Trâm Huỳnh chưa xem, chưa lên đơn được ạ. Rồi còn bộ hồng 79, còn bộ hồng 79 nữa nè mấy chị, giải đẹp lắm nhưng mà bây giờ nó không biết nó đang nằm lẫn ở cái khu vực nào nữa. Rồi cảm ơn giùm em Thảo bộ hồng 79. Rồi hồng 79 chị Hương Nguyễn chưa xem, Thảo bỏ qua. Rồi mấy chị ơi xe chế độ công khai, đừng xe chế độ chỉ mình tôi. 60kg đổ về. Hôm nay em lấy cái vải này là hôm nay đặc biệt luôn, là lựa riêng cho mấy chị cái vải này. Từ hồi bữa em lấy xong cái đợt này em mê cái vải này quá, đó là em phải kéo cái vải này về cho bằng được. Hôm nay em lấy được một bao tạ 69.000 màu đỏ, chụp liền cho em Thảo. Còn co giãn thoải mái luôn nha mấy chị, thậm chí còn co giãn 62, 63 tí còn vừa. Rồi comment liền cho em Thảo là đỏ 79, 69.000 hả? Rồi đỏ 79.000 giùm em nha mấy chị ha. Comment giùm em xong chưa? Comment giùm em vàng. Em mà bán không, anh chốt không được làm xả đơn mấy chị nha. Mấy chị cho số, mấy chị cho cẩn thận chứ kiểu đó rồi cực cho em bán đi bán lại. Em mệt lắm luôn á. Bộ hồng em Thảo hết rồi, còn bộ nào hàng xả nữa không đem lên đây luôn. Comment giùm em Thảo áo vàng 69.000. Cái này em Thảo sẽ lay nhanh cho mấy chị xíu nha. Tự nhiên em cục hứng em chẳng biết lay cái gì hết. Rồi chị Diệu Huyền ok chị nè. Rồi Diệu Huyền là áo đỏ 69 nè. Rồi ai lấy áo vàng 69 comment giùm em vàng 69. Vàng 69 chị Trần Vũ Ngân Bình nè. Chị Ngọc Trân chưa xem livestream Thảo bỏ qua nè. Nè đỏ còn cái nữa mấy chị, đỏ chị Lê Trúc nè. Đỏ chị Lê Trúc, đỏ chị Hương Nguyễn em ok. Rồi em lên luôn màu nu nhé. Hết đỏ rồi em còn màu vàng thôi. Comment liền cho em Thảo nè. Cái này là ui ui cái giải nè mấy chị. Tự nhiên em bị khớp em không biết em bán cái gì luôn á. Mấy đứa nó sắp hàng nó sắp gì mà loạn xạ. Bây giờ mấy chị ủng hộ lên cái gì, đưa cái bộ dâu vàng đưa đây tặng luôn cho nó xong đi. Rồi vàng cho chị bé đẹp đẹp nè. Đỏ vàng còn không, đỏ vàng cho chị Minh Minh nè. Rồi màu đỏ em Thảo hết rồi, comment liền giùm em. Ôi vàng đây nè mấy chị, đỏ vàng cho chị Minh Minh nè. Hỏi đơn hàng gọi hotline, cảm ơn mấy chị ạ. Rồi xà vàng. Rồi xong chưa, cái này là nu à, nu 69.000. Rồi nu 69, nu 69.000. Vàng Tú Vũ Nguyễn không có sớm nội bỏ qua. Rồi màu nu 69.000, tự nhiên không biết không muốn like vậy mấy chị. Sao tự nhiên khớp cứ đơ họng ra vậy mấy chị ơi. Màu vàng còn không cho chị Ngọc Liên Trần một cái ok chị nè, đẹp không? Rồi cái giải nó khủng khiếp luôn á. Rồi comment giùm em Thảo là màu hồng à. Rồi màu nu cho chị Diệu Hiền nè, nu Diệu Hiền. Chị Ngọc Bích chưa xem livestream Thảo bỏ qua. Nu chị Vi Yến Vi Lê nè em ok. Vi, nu chị có vấn đề gì để chị Vi Yến Vi Lê ơi chị. Thì bây giờ chị có cần liên hệ gì thì chị sẽ gọi mà cứ hỏi hoài nó không trả lời mà cứ hỏi hoài mệt ghê. Rồi em lên hàng xã mấy chị nha. Cái này là có 10 bộ mà nó giục của em đâu mất tiêu. Giờ còn có một bộ, một bộ này chưa lên hàng nè, hàng mẫu rồi chưa lên hàng. Áo nu, nu còn không vậy? Hết chị. Rồi bộ hồng điện không like được luôn á, cứng mỏ luôn á. Nè, còn lạc một bộ ở đây của tôi nữa nè. 57-58 kg đổ về, comment giùm em bộ xanh 69.000. Một áo hồng cho chị khỏi đọc con đi mệt quá. Lê Trân, một hồng 69 cho chị Lê Thị Tuyết Mai. Rồi bộ cam 69.000 luôn. Bộ xanh 69, bộ một cam 69. Một hồng 69 cho chị Chi Di Ngô.
Ôi bộ dễ thương không mấy chị. 60kg đổ về. Bộ này bà Kim Biến bà lấy ở đâu mà bà bán gần 160.000. Trời ơi bộ trời. Xanh cho chị. Rồi cảm ơn giùm em bộ hồng 85.000. Hồng 85.000. Rồi trời ơi. Bộ nu bà nào muốn hơn lắm luôn. Rồi cảm ơn giùm em bộ nu 69.000 luôn nha. Bộ nu 69.000. Rồi cảm ơn giùm em thợ bộ hồng bộ vàng 69.000 luôn nha mấy chị. Ôi cái này là hàng chín mấy ngàn không luôn á. Rồi cảm ơn giùm em bộ vàng 69.000 55-57kg. Rồi bộ đỏ 96.000 luôn nha. Cảm ơn giùm em thợ bộ đỏ 96.000. Để em lấy lại tinh thần cái đã chứ sao tự nhiên em tụt cảm xúc à. Rồi xong chưa mấy chị? Rồi úi giời ơi bộ này nữa. Bộ cam 69.000 luôn, chơi luôn. Rồi cam 69.000. Rồi cái này là caro hen. Caro bu tay học me chưa? Cứ 55kg đổ về cứ mua hen. Rồi comment giùm em thảo caro 69.000. Rồi lên cho mấy chị cái bộ đen nữa đi ha. Ai, nguyên cây này chia lại còn thấp hơn giá vốn đó nha. Rồi comment giùm em thảo là bộ đen 69.000 55kg đổ về. Rồi có xe live stream, xe live stream khí thế lên lại đi mấy chị cho em lấy lại tinh thần cái. À, tụt cảm xúc tặng mấy chị bộ đồ này luôn nè. Nó bị sót lại một cây này. Rồi nhìn kỹ coi còn sót hàng không. Trời ơi bộ dâu biết đẹp cũng rồi nào. Tặng mấy chị luôn, bữa nay chơi lớn luôn. 69.000 69.000 luôn, 65kg đổ về. Comment giùm em dâu 69.000. Rồi đỏ ok. Giờ em kéo hả. À, bộ này bị bơm bao nhiêu đây đó hả. Rồi bơm bao nhiêu đây. Bộ dâu 69 cho ai đây. Đen. Bộ cam chạy trời ơi trời. Bà nào nở lòng nào xả cái lô này của em Thảo vậy hả. Ác dừa thôi ha. 60kg đổ về. Nhớ bộ này không mấy chị hả. Còn nhớ này không. Bộ dâu chị Ngọc Hà. Một bộ mô cho chị nè. Rồi caro em Thảo hết trơn rồi. Lên dâu giùm em. Ai, bộ này là nghỉ bàn đây. Dâu chị Kim Anh Nguyễn. Ai mua được bộ dâu này như trúng số độc đắc. Như trúng số độc đắc nha. Rồi Dương Dương nè, dâu nè. Rồi ai dâu nữa mấy chị. Quyền Trang Phạm không có dâu nè. Vậy không có số điện thoại nè. Bộ đen em Thảo hết rồi. Bộ dâu 65kg đổ về. Rồi bộ dâu chị Hồng Nguyễn 69 nè. Bộ dâu Nguyễn đổ có số điện thoại không. Rồi chị Nguyễn đổ dâu nè. Chị Tím Chương dâu nè. Rồi dâu 69 Trinh Huỳnh dâu nè. Rồi Bim Lém Lĩnh dâu nè. Rồi còn ba bộ dâu nhanh mấy chị nha. Nguyễn dâu nè. Chúng số mà. Bông điên điển comment sai em có điện thoại bỏ qua à. Được chưa. Trời ơi nay giận ghê luôn á. Comment liền giùm em. Trăm mấy giờ thôi. Hàng bơm bán 99 ha. Rồi comment giùm em bộ rêu 99.000 nè. Bộ đó gọi là siêu phẩm á mấy chị à. Rồi rêu 99.000. Lúc người ta lúc này giành giật người ta thì ngon lành lắm. Chị Kim Chi Phạm bộ dâu nè. Ông có số điện thoại bỏ qua. Rồi xanh 99 là Trung Việt Nguyễn nè. Mặt đã lắm hả. Rồi Hoàng Luyện comment sai nè. Bộ xanh riêu là cho Tim Trương không có số điện thoại bỏ qua. Có không. Vậy là xanh 99 cho Trung Việt Nguyễn và Tim Trương mua đủ đơn giùm nha chị ơi. Rồi comment giùm em bộ vàng 99. Mấy chị mua một cái mấy chị ly ra mất tiêu ngồi xả nè. Giờ xả lại thấy bà thấy tổ đây. Rồi bộ vàng 99 riêu 99 em Thảo hết. Bộ dâu chị Cẩm Nguyễn ok chị nè. Mua hàng comment đúng mã giùm em cảm ơn ạ. Bộ cam 99 riêu 99 em Thảo hết rồi. Cam 99 nè. Đỏ 99 và đen 99. Cam 99, đỏ 99 và đen 99. Bộ vàng là cho chị Ngọc Hà. Rồi bộ cam là cho chị Kim Nương. Rồi bộ riêu em Thảo hết. Dâu cho chị Hương Nguyễn nè. Bộ vàng 99 hết rồi. Còn màu đỏ với màu đen thôi. Xe tiếp live stream lên nè. Rồi xong chưa. Vàng hết rồi. Phải mát không. Cái đó là bị bơm. Đen cho chị Hằng Trần nè. Ok. Rồi còn bộ đỏ nữa. Còn một bộ đỏ nữa. Ui cái đầm 90.000 giờ bán nhiêu. 55, 57, 60kg đổ về. Rồi xong chưa mấy chị. Rồi em bán cho mấy chị 69.000 trắng 69.000 xanh. Rồi còn bộ đỏ nè. Đỏ chị Dung Dương ok. Rồi kế tiếp. Lên hàng bơm. Lên hàng bơm, lên hàng bơm, lên hàng bơm. Cam 99 em hả. Ui dồi ôi. Thấy không. Thấy kỹ được cái vải không. 62, 63kg đổ về. Ơi ơi
bộ đỏ hết rồi phải không? Rồi bây giờ là đầm xanh cho má Lê Chân nè, đầm trắng cho bà Heo nè, đầm xanh cho bà Lê Chân già nè, rồi còn cái trắng nữa. Hết bộ đỏ rồi, nãy kêu lấy đi không chịu. Rồi cái len nu này sale cho mấy chị 71.000, comment giùm em Thảo len nu 71.000, đen em Thảo hết trơn rồi. Rồi len nu 71, len hồng nữa. Em mới nói nhỏ được có một ngày, giờ em đã phải la lớn nữa rồi. Rồi comment liền giùm em nha mấy chị ha. Đơn hàng có vấn đề làm ơn làm phước gọi giùm cái hotline người ta mới giải quyết, cứ đè lên đây. Em ơi đơn hàng của chị đi chứ, em ơi đơn hàng của chị lộn tiền, em ơi đơn hàng đủ thứ hết. Lên nu cho chị Văn Nguyễn, em mệt luôn á, em nói riết luôn em. Vậy hả? Nhục chưa? Nhục chưa? Rồi Văn Nguyễn trả lại đây. Phải đổi phay hả chị? Ai? Trung Nguyễn á hả? Vậy luôn á hả? Nhục chưa? Rồi chị Văn Nguyễn nè, ok. Rồi xong chưa? Cảm ơn giùm em Hồng 71 luôn. Hồng 71, 60, 62 kg đổ về. Len nu cho chị Kim Anh Nguyễn nè. Mua hàng người ta không được, phải đổi nick Facebook hả chị? Cực quá ha. Để tiền đó cho con cho cái ăn, mua sim chi cho tốn tiền chị à, rồi đi gạt lừa em chi cho nó mệt thay vậy, đúng không? Lên hồng cho Trần Tuyền. Rồi lên hồng chị Trần Tuyền. Em cuộc đời em nói chuyện mấy chị á, ví dụ như có tiền em cũng ráng em cho con em ăn à. Ờ, lên nu hết trơn rồi, lên hồng hết trơn luôn rồi. Còn cái lên đen bán 71.000 luôn nè. Rồi lên đen 71.000, comment giùm em nha mấy chờ ha. Rồi comment giùm em thì đổi Facebook em mới không biết đó chứ, chứ không đổi Facebook em đâu biết. Bộ dưa hấu đùi bán mấy chị 69.000 luôn. Rồi dưa hấu 69.000 luôn. Mấy chị đổi ngồi, đổi phay, đổi qua, đổi lại, đổi tới, đổi lui thì cũng như thế thôi nha. Không được cái gì hết trơn á. Mua 5-7 đơn. Thảo Nguyễn này ở tỉnh nào? Ở Bến Tre đó hả? Chửi em âm binh hột dịch lộn gì đó hả? Rồi comment liền giùm em Thảo nè, bộ xanh. Rồi bộ xanh 69.000. Bộ dừa cho heo sumo. Rồi comment giùm em Thảo bộ voi 69.000. Ây, bộ voi 69.000, tự nhiên em tụt cảm xúc, em không có like được đây nè. Rồi comment giùm em dưa hấu vàng 69.000, có hai bộ nha mấy chị ha. Rồi comment liền giùm em hả? Lo vốn bán hàng bớt rồi, cái gì? Bán rẻ riết lỗ. Không, mấy cái này hàng bơm mà. Bộ xanh 69. Tại vì tự nhiên em bị khớp làm sao á, em không biết like gì á, giờ người em đơ đơ ra. Chứ không em lên hàng cho mấy chị luôn rồi. Bộ rồi 69 dưa hấu vàng 69 nè. Rồi cái này là dưa hấu cam, cái đó là dưa hấu vàng nha. Rồi cái này là dưa hấu cam 69 nha. Cái này là mấy bộ bị bơm á, nên em lên cho mấy chị. Rồi comment giùm em là dưa hấu vàng, dưa hấu cam 69.000. Rồi dưa hấu cam nè. Rồi với một bộ dâu đùi 69.000 luôn. Rồi comment giùm em dâu đùi 69.000. Dâu đùi 69.000. Cái gì người ta đọc bộ bộ voi đúng không? Rồi xong chưa? Dưa hấu vàng 69.000, cái này là bộ dâu. Dâu đùi 69.000. Rồi tiếp tục nè. Em mấy chị mâm, bộ này là bộ gì mấy chị? Bộ beo đúng không? Rồi beo tặng mấy chị 99.000, 60kg đổ về. Cảm ơn giùm em beo 69.000. Rồi kế tiếp nha mấy chị ơi. Ha, lụm tiền. Rồi cảm ơn giùm em đầm 90 giờ bán 69.000 luôn. Cảm ơn giùm em đầm trắng 69.000 luôn. Rồi kế tiếp ạ. Rồi quần hỏi vậy giờ em xả hàng xả đi ha, mất công em không nói chuyện được, em không quảng cáo được, em cũng không bán hết. Em tính em muốn bán cho mấy chị phải giới thiệu với mấy chị. Rồi quần này tặng luôn, quần đuổi tặng 49.000, comment giùm em quần trắng 49.000. Beo 99 nghe kỹ rồi comment mấy chị ơi. Nghe kỹ rồi comment liền giùm em nha. Rồi dâu em hết rồi, bộ đùi em hết rồi. Beo 99.000. Nghe kỹ giờ comment nè, còn đùi em Thảo hết trơn luôn rồi. Beo 99 nha chị ơi. Ơi thước tha chưa. Khỏi mặt mẫu nha. Rồi 55kg đổ về. Rồi đùi trắng đập cho ai đây? Beo 99 không ai comment đúng. Rồi cho chị Quế Thanh. Rồi còn quần đùi nữa cho chị Thoại Tính nè. Quần đùi 49 cho chị Thoại Tính rồi hết rồi. Rồi đầm cam tặng 85.000 luôn. Comment giùm em Thảo đầm cam 85.000.
với một cái đầm hồng. Thôi bây giờ tranh thủ vậy em hả, cố gắng lên hàng xã cho mấy chị cho nó gọi là có khí thế được không nha, cho em bị đỡ khớp chứ em mà quảng cáo không được là cái nhổ này nè nó cứ đơ đơ, em không biết nói làm sao và cái ngôn từ của em nó cũng bị khớp nữa, tại mấy chị không share livestream cho em mới có 500 lượt share mà mấy chị bắt em tính 19.000 tiền ship, hôm nay không có sung. Rồi bao 99 rồi đúng không? Rồi comment giùm em, đầm hồng bán 85.000 luôn. Em Lan không có bán hàng ở phía sau à. Trời ơi. Có cần em mặc nó không mấy chị? Chết người chưa? Chết người chưa? Áo đen 69.000 luôn. Nhìn kỹ với em hàng gì nha mấy chị. Nhìn vải à, mấy chị nhìn vải được đúng không? Ở đây dễ nhìn nè. Rồi comment giùm em đen 69.000. Rồi comment liền giùm em. Người ta đang bán hàng mà sao bắt máy chị ơi. Đang bán hàng mình nhìn kỹ giùm em với chị ơi. Đang bán hàng em đang ở đây nha. Nhân viên em bây giờ đang phụ em không nghe điện thoại được. Rồi đen 69 là cho chị Hạ Hoàng nè. Ok. Rồi cái zoom này 53-54 kg đổ về. Hình như nó khó chịu rồi ai nói gì em cũng bực mình theo hay sao. Rồi zoom bi bán 69.000. Em khỏe mà em nghe em thấy đơn hàng của chị em không được khỏe lắm. Sao toàn là để bên em chủ động gọi cho chị vậy chị ơi. Rồi dạ không có chị Ngọc Hà ơi. Ngọc Hà ghi như vậy em không có tính được à. Rồi nếu mà mấy chị đặt hàng thì là 45.000 một chai. Rồi Thanh Thúy Hồ có số điện thoại không? Không. Rồi áo đen cho chị Kim Ánh nè. Dâm 69 cho Bóp Bích Thủy nè. Đen 69 cho chị Nguyệt Đỗ nè. Rồi ai lấy đen 69 nữa comment đen. Rồi comment Thầm Thảo dâm đỏ 69.000 à. Dâm đỏ 69.000. Coi dâm này màu gì đây. Cột này lại nè. Rồi comment giùm em Thảo dâm hồng 69.000 luôn. Giống như vậy luôn. Đó. Rồi comment giùm em dâm hồng 69.000. Rồi cái này là cái gì? Hai bộ đồ bộ ha. Đỏ 69 cho Đan Nguyên. Đỏ 69 cho chị Đan Nguyên. Cái gì đỏ 69 dâm chứ. Đúng. Ghi chữ đỏ không mà ai mà biết cái mua cái nào vậy. Rồi xong chưa, 55kg đổ về bộ lụa. Bán mấy chị 75.000 bộ này thôi, giá sỉ ha. Rồi bộ đỏ 75.000. Để coi bộ đen là cái gì. Rồi comment giùm em Thảo là bộ đen 75.000 luôn. Ôi cái bộ này là em chừa, em có mặc một bộ đó. Mấy chị nhớ không, bộ màu xanh lá cây á nhớ không. Không, xanh dương, xanh dương. Rồi đúng bộ không, đen 75.000 luôn. Xong chưa mấy chị. Rồi em cảm ơn mấy chị. Ôi cái này được theo cây luôn á hả. Rồi xong chưa. Kế tiếp. Cái cần ship thì không ship. Cái chưa ai lấy thì một tí rảnh rồi ship. Rồi bộ kia là bộ đỏ 75. Chưa ai lấy đúng không. Với lại bộ đen 75. Rồi tiếp tiếp 60kg đổ về. Hàng cao cấp ha. Áo hồng 69.000. Áo xanh 69.000 cho em. Hồng 69, xanh 69.000. Rồi xong chưa. Làm sao làm sao. Tại giờ em không biết là tụi nó cắt cái gì ra rồi nên. Rồi áo sơ mi ăn đông nó để 8.000 nơi. Bây giờ cho biết áo sơ mi ăn đông đang ở khu vực nào vậy. Rồi xong chưa. Áo hồng 69.000 luôn. Áo xám 69.000 luôn. Cái này là hồng 69 đúng không. Cái này là xanh 69 chú cái đã. Bộ đỏ 75 cho Tina Đoàn. Tina Đoàn ghi bộ đen hay bộ đỏ vậy. Hai bộ đen luôn. Rồi áo hồng cho chị Ngọc Hà nè. Rồi còn cái áo xanh nữa. Trời ơi tôi biết như vậy tôi không ghi 19.000 tiền ship cho rồi. Em tưởng là phải khí thế lắm em mới tính 19.000 tiền ship chứ. Chứ vậy em ngồi em tính sao. Rồi em lên hàng xã tiếp thôi mấy chị. Em bán hàng xã 19.000 tiền ship là teo não luôn á. 62-63kg đổ về. Áo đen theo. Áo xanh cho chị Trần Tuyền. Hồng 69 chị Vân Nguyễn. Rồi hồng 69 chị Nguyên Đỗ. Rồi còn cái xám 69.000 nữa nè. Để coi xám chi ha. Rồi xám 69.000 lụm luôn. 60kg đổ về comment xám 69.000. Áo đen này quất luôn 69.000 luôn. Comment giùm em Thảo đen 69.000. Vàng nữa nè mấy chị quyền cây luôn. Hồng em đã hết trơn rồi. Còn xám thôi. Rồi 62-63kg mà cũng vừa. Tại cái vải nó lì lắm. Rồi comment giùm em vàng 69. Vàng 69 chị Đan Nguyên nè. Rồi em còn đen, còn xám rồi còn cam nha. Rồi tiếp tục ạ, màu cam. Cam 65, 69.000 luôn.
Rồi có cái đống hỗn tạp này là cái gì đây? Lên tiếp hàng nhé. Rồi màu trắng đi, lên màu trắng đi. Lên cho mấy chị cái màu trắng ha. Rồi comment liền giùm em. Ui dồi ôi, mấy chị ơi mặt đôi nè. Ôi thấy gì chưa? Rồi comment cho cái bộ pyjama màu nu ra luôn đi. 60kg đổ về. Nhìn viền họ may à. Rồi trắng 69 ngàn liền cho em. Rồi trắng 69 chị Trần Tuyền này. Ok. Rồi cái tiếp nè, vàng 69 ngàn. Chỗ nào mà em không biết cái gì like là nhà em thì càng ngàn, mấy ngàn hàng á mà em không biết cái gì để em like chưa. Rồi vàng 69 sang ngọc có số thoại không? Rồi sang ngọc nè, ok đó không sao. Tí em tính tiền 30 ngàn tiền ship đó nha mấy chị. Chứ kiểu này không được rồi, không công bằng tí nào. Rồi có một cái màu đỏ nhưng mà dài tay nhá. Em tính luôn mấy chị 69 ngàn luôn. Rồi comment liền giùm em. Trắng là chị Kim Ánh nè, ok. Rồi còn cái đỏ 69 ngàn. Rồi một cái đen 69 ngàn luôn. Đen cam Phí Phạm. Phí Phạm loại không nghe máy, không bán hàng nữa. Rồi trắng, đen, đây đen. Rồi comment giùm em Thảo là đen 69 ngàn cho Thảo nha. Rồi đen 69. Em hối hận vì em lên livestream ngày hôm nay. Em hối hận vì chương trình khuyến mãi ngày hôm nay. Rồi em tặng mấy chị cái đầm đây. Mua hàng không có tâm, không có bán hàng bao giờ người ta nha. Mua hàng rồi xả bắt người ta bán lại nè, bán lại nè. Làm gì có áo cam nào mà đọc vậy. Rồi xong chưa? Một cái đèm. Sao chưa? Xám là cái gì hết rồi. Đen cho Vi Yến Vi Lê nè. Rồi đen Vi Yến Vi Lê. Em Thảo còn trắng với đỏ. Đúng chưa? Cái đầm này tặng mấy chị luôn 69 ngàn nè. Cũng tặng đấy. Rồi comment giùm em đầm tặng 69 ngàn. Rồi đỏ cho chị Trang Nguyễn nè. Đỏ 69 chị Trang Nguyễn. Rồi còn đỏ và trắng 69 nha mấy chị. Rồi má ơi biểu tuột trầm trọng luôn. Rồi đỏ chị Trang Nguyễn nè. Rồi em Thảo còn trắng thôi. Giờ xả mấy chị gì nữa. Trắng là chị Hồng Phạm nè. Rồi đưa chục vớ đây luôn đi. Ở ngoài sau kìa. Rồi xong chưa? Lên bộ đồ pyjama. Bữa giờ không có đem ra bán. Không phải là vì tại vì cái này em lô em lấy về em đợi mấy chị nhận được. Mà chắc mấy chị cũng nhận được rồi. Đầm chưa là đầm tặng là chị Kim Chi Phạm 69 ngàn nè. Rồi còn cái đầm tặng nữa. Đầm tặng cho rồi. Quyên Trang Phạm. Rồi Quyên Trang Phạm mua đủ đơn giùm nha. Sao không ghim, sao bỏ cái ghim nó ghim nãy giờ không ghim được. Ai nhận được cái bộ đồ pyjama này rồi hả mấy chị? 62-63kg đổ về. Dầu sao bóp 45 ngàn chai chị ơi. Mấy chị ai nhận được rồi cho em biết về cái độ xịn, độ mát, độ rẻ. Đúng không? Vừa xịn, vừa mát, vừa rẻ. Chảnh chảnh. Ồ em bán hàng rất là chảnh nha chị Tính Nguyễn. Bơm hàng của em không bán nữa. Chảnh vậy đó. Chứ mất công rồi mấy chị bơm hàng mấy chị làm bà nội người ta bắt người ta bán lại cho mấy chị nữa hả? Trời ơi người có biết suy nghĩ, có cái não để suy nghĩ ha. Em làm em bỏ tiền công ra em ăn tiền lời. Chứ không phải em bỏ tiền công em tới mấy chị mua hàng về mấy chị không lấy nhận người ta mua hàng xong xả. Nha, mình biết suy nghĩ một tí chị. Ví dụ như con nít nó có não nó còn được đáng được tôn trọng hơn những người lớn. Bấm hàng của người ta. Mua hàng gọi không nghe máy, mua hàng không chốt đơn được thì đương nhiên không bán được rồi. Suy nghĩ đi ha. Còn không biết suy nghĩ nói em suy nghĩ giùm cho. Não để sử dụng chứ không phải để chưng. Bộ đẹp lắm luôn đúng không? Nha. Còn nếu mà không biết suy nghĩ thì tháo não cho người khác chứ để em đầu làm gì trưng bày tốn. Tặng mấy chị 95 ngàn. Rồi comment giùm em bộ 95 ngàn. Có phải dân dẫn dân không? Người ta không bán cho đâu. Bỏ đồng tiền mà người ta còn chê tiền của mấy chị là mình biết. Là mình biết là mình cái đồng tiền của mình nó rẻ tới cỡ nào rồi. Rồi mua xong gọi điện ứ nghe máy. Mua xong thôi gộp đơn thì lấy, không gộp thì thôi. Ai muốn bán nữa nha. Ông nói năm nay cũng chữ nữa, không phải chữ. Chữ những người để cho họ tỉnh chứ không thôi. Đâu để em coi chị Tính Nguyễn này. Già rồi. Già rồi. Thôi già không chữ.
Dạ không chữ. Chắc là 40-50 tuổi rồi. Dạ thì hôm nay chữ có con có cháu rồi để nó nhận xét. Rồi nhung lưu. Rồi bây giờ em tặng vớ cho mấy chị này. Đúng không? Mấy chị muốn mua hàng bơm á, mấy chị mua bơm rồi mấy chị mua nữa, mấy chị qua chỗ khác người ta không biết á, người ta không có phần mềm á, người ta bán cho. Nha, đẹp mát luôn hả? Rồi chị Hoa BH nè, ok. Mẫu thư cao già nè, ok. Xong chưa? Bây giờ vớ. Rồi ok nè. Không mua được. Rồi cho Phương Trần nè. Rồi, ai lấy bộ 95 một người đọc thôi, trên đây đọc thì hả? Ờ, cái gì điện thoại chị gần hết pin rồi. Bên đây Hồng Nguyễn nè. Nay lùi bán kinh khủng luôn á. Hồi sáng này tháng 8 mới dậy em nghĩ ngồi em suy nghĩ chương trình em nói là hôm nay không biết để làm cái gì tặng mấy chị cái ngày lễ này. Mà tặng qua tặng lại thì cũng kéo view lên thì em không có sức để kéo view lên. Tại vì giờ cổ họng ra, cổ họng nó đau, nó không kéo lên nổi. Em nói thôi kệ, tặng tiền ship tốn mấy triệu, 4-5 triệu cũng được. Nhưng mà giờ tự nhiên thấy thất vọng mấy chị ớt luôn rồi thề. Rồi mới có 500 lượt xe thôi nha mấy chị. Rồi bộ hồng cho Thái Ngọc Bích Trần nè, ok. Ủa đó không phải bộ hồng đâu, nó nu mà cổ màu hồng á. Rồi nói cho mấy chị không mua vật được, bữa nay giận lắm nha. Bình thường không chửi nhưng hôm nay phải chửi. Em không chửi, em nói sự thật chứ không phải là chửi. Tại vì 40-mấy tuổi mà để em chửi rồi. Vứt người đi chứ làm gì nữa. 59.000. Ok chưa? Nhưng mà phải có xe mới để nha. Cảm ơn giùm em vớ. Vớ đợt này về chắc là khoảng tầm 1-2 tháng nữa mới sẽ có hàng về cho mấy chị tiếp. Bởi vì cái vải này cũng phải là vải nhập à. Bây giờ là đơ càng rồi, không nhập được. Em nói mấy cái xưởng của em bây giờ không có hàng. Mấy chị mấy ngày nay không toàn là hàng em ấy không, toàn là hàng em chữ hàng cho mấy chị không. Rồi với chị Nga Nguyễn, với chị Thoại Tính. Rồi thêm bộ nu cho bà Ngọc Bích Trần già, ok. Rồi chị nào lấy vớ comment vớ đi, rồi mai em để đơn vô nhé. Tiền tiếp sao không ghim vô nữa vậy, trời ơi nói như không được trời. Rồi với lên mai vớ bé đẹp đẹp nè. Rồi lên cây da thân đen nè, chị ấy lấy không, chị Ngọc Bích Trần lấy không. Cái này là rồi size bao nhiêu đây, rồi size 28 nè, size 29, 30, 31, 32 đó. 28, 29, 31, rồi 30 đúng rồi, từ 31 đổ về. Vớ thì cứ comment giùm em, quần da hơn 185.000, ấy 195.000. Giờ em bán mấy chị 185 nha. Rồi comment giùm em size kèm 185 kèm size da hơn đen. Cái này là em Thảo bị bơm về chứ không phải là có hàng. Rồi comment giùm em nha mấy chị. Phí ship. Phi ship, đâu có phi ship đâu chị ơi. Rồi ai lấy vớ comment vớ giùm em. Cái này có đúng một ri thôi, tại vì cái hàng này là hàng trả về. Size 29 chị Thấm Hoàng. Size 29 cho chị Thấm Hoàng. Rồi size 28, size 30, size 31 đổ về nha. Rồi vớ 59 thì mấy chị cứ comment vớ 59 đi, để em lên hàng cho. Rồi xong chưa, em lên mấy cục ấy cho mi ăn đông cho mấy chị. 185 kèm size. Ui, đây chụp lẹ cái này về, chụp lẹ cái này về giùm em. Cái này ai mà có eo càng nhỏ thắt vô càng đẹp. Xong chưa mấy chị? Áo hồng, áo của sơ mi ăn đông thiệt luôn đấy. Đơn không nói được, không quảng cáo được sao bán được trời. Em không nói được cái gì luôn á. Ta 30 cho Tiên Tiên nè. Size 30 chị Tiên Tiên nè. Rồi còn 31 với size 28. Áo hồng 69.000. Rồi vớ 59.000. Cái gì xong tôi bị chặn miết. Bởi vì phải xe nhiều quá cho tôi đó bà ơi. Rồi comment giùm em Thảo là đen 69.000. Rồi đen 69.000. Hồng 69, đen 69. Rồi đen 69. Rồi với lại một cái nu 69.000. Ta 29 chị Trang Quỳnh. Ủa hết 29 rồi đúng không? Hết 29 còn 28 với lại size 31 thôi. Rồi đen 69 là cho chị Thấm Hoàng. Đúng chưa? Rồi có một cái lưu. Rồi comment giùm em nu 69 55 57 ký đổ về. Ai ốm hút cái dây lại. Rồi lên tiếp hàng xã cho mấy chị nha. Ừ vậy tranh thủ ngày hôm nay em bán hàng xã cho mấy chị luôn đi cho nó dễ, chứ em không có quảng cáo được. Rồi em lên hàng cái này là đính đá ấy lộn, cái này là phối the ha mấy chị ha, vải the.
áo hồng với chị Hồng Phạm, áo hồng còn không cho chị Thư Cao. Rồi xong kế tiếp 60kg đổ về nguyên set coi quần à. Đã không? Rồi cảm ơn giùm em set 85.000. Set đen 85. Rồi kế tiếp này nữa nha. Rồi bộ này 62-63kg đổ về, xả mấy chị 69.000. Cảm ơn giùm em bộ sọc 69.000. Bộ sọc 69.000. Cảm ơn xung chưa? Chị nói giá là được rồi hả? Không, Thảo không thích như vậy. Thảo phải quảng cáo cho mấy chị biết phải, để mấy chị an tâm mua hàng á. Chứ em không thích không thích dơ lên cái rồi đưa xuống, em thích. Trừ phi là hàng xả. Hàng xả thì mấy chị biết chất rồi, em không nói. Nó đơn giản hơn. Rồi comment giùm em, bộ này em tặng cho mấy chị luôn 49.000. Bộ 95.000, 52-53kg đổ về, tặng mấy chị 49.000. Rồi comment giùm em bộ rêu 49.000. Bộ rêu 49.000, bộ sọc em Thảo hết rồi. Rêu rêu, để coi có mấy màu nhé. Rồi rêu, cái này là gì đây, xanh đen luôn mấy chị. Bộ sọc hết trơn rồi. Rồi comment giùm em Thảo là xanh đen. Giống như vậy luôn nhé, nhưng mà xanh đen. Rêu chị Hằng Mai có số điện thoại không? Rồi chị Hằng Mai nè. Chị Phi Yến Lê em bán đâu chị ơi. Ủa vậy hả? Sorry. Rồi Phi Yến Võ nè. Rồi lộn Phi Yến Lê đúng không? Rồi sorry em tưởng chị Phi Yến Võ. Rồi chị Hạ Hoàng. Rồi bộ sọc em Thảo hết. Riêu chị Châu Nam. Rồi riêu cho Hương Nguyễn nè. Riêu chị Hương Nguyễn nè. Riêu cho Kim Ánh nè. Rồi riêu cho ai nữa? Rồi riêu cho chị Trang Quỳnh. Rồi Hoàng Liên. Bộ riêu với bộ xanh đen cho chị Hoàng Liên. Ok. Bộ riêu bà nội ơi, xanh đen đâu? Chị Hoàng Liên riêu nè, Ngọc Lan. Rồi chị Ngọc Lan riêu, phải không? Rồi riêu. Rồi giờ còn bộ đen thôi. 85 cho con Vân. Rồi, bộ đen, bộ đen. Rồi giơ lên bộ đen 49.000 luôn nha. Giống như vậy luôn. Ừ. Mua của em 100.000 á, 30 tiền ship nên tốn, sợ tốn tiền ship không nhận. Hôm nay không có bán cái chị đó. Trời, chị Ngọc Ly Huỳnh nè. Rồi còn bộ đen, được 3 bộ đen. Với lên một bộ vàng 49 nữa ha. Rồi comment giùm em Thảo bộ vàng 49.000. Bộ vàng này bị dính dơ. Ở phía xa thôi em tặng mấy chị luôn nè. Bộ vàng 29.000 nha. Bộ riêu hết rồi, bộ đen thôi. Còn bộ đen thôi, còn bộ đen thôi. Nè, bộ vàng 29 để riêng nha. Rồi ở phía sau không ảnh hưởng tới quần của mấy chị đâu. Rồi tiếp, lên bộ đồ rưỡi. Hai, vàng cho chị Hoàng Liên nè. Bộ đen cho chị Hiền Nguyễn nè. Bộ đen cho chị Nguyên Nguyễn nè. Rồi còn một bộ đen nữa. Đã ăn đỏ đọc bộ đen mà cứ ngồi đó mà xanh đen hoài. Bộ đen cho chị Tina Đoàn. Rồi cái này còn 3 bộ. Úi. Rồi xong chưa. Tiếp. Bộ cam 55kg đổ về, tặng mấy chị 79.000. Bộ này không phải bộ cam nhưng thôi cứ đọc bộ cam nha. Bộ cam 79.000. Rồi xong chưa? Bộ vàng 79.000. Cố gắng tin xuất đơn là đi rồi cho chị Thanh Quý Trần ơi. Rồi cảm ơn giùm em bộ vàng 79.000. Rồi lên bộ xanh 79.000 luôn. Giống vậy luôn, 55kg đổ về. Trừ hao rồi đó nha. Rồi 55kg đổ về. Tiếp tục, áo ăn đông bị bơm. Rồi xong chưa? Cái bao áo ăn đông bộ để đâu chị cũng không biết ơi. Nữa này. Rồi áo trắng ăn đông. Biết không? Xanh 79 cho chị Hoàng Liên. Rồi comment giùm em trắng 69.000. Trang 79 cho chị nè, áo ăn đông trắng 69.000. Rồi cái này cũng trắng mất bả rồi. Rồi lên áo xám đi. Bộ vàng 79. Rồi áo xám 69.000 luôn. Đây. Đẹp không? Nhớ cái mẫu này không? Cái mẫu này mặc xong thấy bụng á. Rồi bộ áo xám 69.000. Nữa nè. Trời ơi trời. Áo trắng 69 cho 55-57 kg, 60kg thoải mái cho em. Rồi comment giùm em áo cam 69.000. Rồi cái này cái gì đây? Hằng bơm mừng bơm mừng bơm. Rồi áo trắng dài tay 69.000. Hàng nhà ăn đông nha. Rồi trắng 69.000. Cái này ở đây. Rồi quần này bị bơm hả? Rồi quất luôn. Cam 69 cho Hoàng Liên. Size 26, 27 bao vừa. Hàng nhiêu mấy chị? Quần của quần tô mì á. Cái giải tô mì á. Coi giãn cực kỳ luôn nha mấy chị.
Rồi xong chưa? Comment giùm em Thảo, quần này tặng mấy chị với giá bán là 53.000. Comment giùm em Thảo quần 53.000. Rồi để em kiểm tra coi được mấy cái quần 53.000. Rồi quần 53.000 liền giùm em. 27, 28, 26, 3 size đó mặc thoải mái cho em Thảo luôn. 8 em Thảo hết rồi. Quần 53 chị Hoàng Liên. Rồi quần 53 là cho chị nào nữa đây? Cho chị Quế Thanh. Rồi quần 53 là cho chị Thiều Thiết. Rồi bà Heo. Rồi còn cái quần 53. Cái đống hỗn tạp này thiệt là tình. Rồi Song Nhân đúng không? Rồi của chị Song Nhân quần 53 hết. Cái máy này bữa nay nó điên rồi. Nâu 53 luôn. 26, 27, 28 mặc được hết cho em Thảo, không có lo cái gì hết. Rồi nâu 53, để coi được mấy cái nâu 53 nha. Nâu 53, nâu 53. Rồi cái này lên xanh đen 53 luôn đi ha. Lên xanh đen 53. Hết quần 53 rồi. Nâu 53 chị nâu Hằng 53. Mai. Ba dài trắng cũng hết luôn rồi. Thế rồi. Ba dài trắng hết trơn luôn. Xanh đen 53. Đó, hàng bơm đó, em nha, bán hết đi. Nâu chị Ngân Bình. Rồi, xanh đen cho chị Hoàng Liên. Nâu cho chị Đậu Xanh. Rồi, còn cái mấy gì? Đó, đen. Còn cái đen nữa nè, nâu cho chị Trâm Huỳnh. Nâu cho chị Trâm Huỳnh. Đen, đen cho Kim Nương. Rồi, ok. Còn cái nâu nữa hết hàng. Còn một thằng nâu nữa. Đen hết rồi, đen hết rồi. Trời ơi, áo đá đen. Rồi xong chưa? 60kg đổ về. Vừa lòng chưa? Comment giùm em áo đen 69. Đâu 53 cho Cao Thị Kiều. Chị Cao Thị Kiều. Rồi đen 69. Xong chưa? Rồi tới nâu 69 vô. Áo ăn đông nên giờ bán 69.000. Rồi kế tiếp lên bộ nữa coi xem bộ gì. Đen Thảo hết rồi. Coi trên cái kệ đó còn mấy cái bộ đồ bộ đem ra đi. Thôi để đây em ngồi em sắp hàng chứ không mấy đưa cho mấy đứa này nó sắp em không biết hàng gì nữa để bán hết trơn á, chả biết nó cắt cái hàng gì ra rồi. Rồi còn áo trắng thôi. Bun bun không có số điện thoại bỏ qua. Bộ đồ 130, 60kg đổ về giờ bán mấy chị nhiêu? 85.000, comment giùm em bộ cam 85.000. Rồi bộ này là bộ hồng ở 60kg đổ về, coi phía sau nè mấy chị. 62, 63kg cũng vừa luôn á. Rồi comment giùm em Thảo bộ hồng bán mấy chị 85.000 luôn. Rồi kết thêm bộ vàng 85.000 luôn đi ha. Chơi luôn 55kg đổ về bộ vàng 85.000. Xong chơi bộ vàng 85.000. Rồi hỏi đơn hàng gọi hotline cảm ơn ạ. Bộ cam cho chị Đặng Trăng, cam 85. Bộ hồng là cho chị Tâm Phan. Rồi còn bộ vàng nữa. Vàng 85 cho Vinh Vĩnh Thị. Rồi hết. Bộ đuổi 60, 62, 63 kg đổ về. Rồi comment liền giùm em đuổi xanh bán mấy chị 75.000. Comment giùm em đuổi xanh 75.000. Đuổi này đuổi gì đây? Rồi đuổi riêu 75.000 luôn hả? Bộ nâu hết rồi phải không? Rồi comment giùm em bộ riêu. Riêu 85.000. Rồi xong, kế tiếp lên cái hỗn tạp nguyên đống quần này. Giờ sale vậy đi nhá, sale vậy đi cho nó dễ. Rồi kế tiếp nè. Đuổi xanh 75 cho Thoại Tiến. Trời ơi, quần lên cây quần ăn đông bị lẻ, ok chưa? Rồi comment giùm em 60kg đổ về tặng mấy chị 85.000 cái quần này, quần 120 ha, quần ăn đông thì rẻ nhất là 120 rồi. Rồi comment giùm em quần sọc 75 cho Hồng Phạm. Rồi quần sọc 85.000. Này là quần gì đây? Quần dài size 2X. Tương đương với size 2X là size bao nhiêu mấy chị? Tương đương với size 2X là L29 30 31. Size 31. Ai lượm cái quần này hơn quần 170 này. Quần này là quần 170, bây giờ em sale mấy chị 125.000 thôi. Comment giùm em 2X 125. Rồi 2X125. Rồi 2X125. Cái này quần tây đi làm rồi. Rồi em coi được mấy cái quần 2X vậy. Nó cứ lẫn vậy đó. Rồi lên một cái quần lỡ nữa nè. Quần tập cho chị Lâm Phan rồi đúng không mấy chị? Rồi comment giùm em nha ha.
comment liền giùm em. 200 mấy nữa đâu, người ta nói không có. Rồi chị gọi lại điện thoại bên em cho lấy cái đơn hàng đó, tại sao không có, lý do gì không có, bên em sẽ gửi cho chị coi nha. Chị nói nha, lý do nào không có để em bên em gửi thẳng qua cho chị coi, lý do tại sao cái đơn hàng đó sao mà không có. Bên em bây giờ gửi hàng đi, mấy chị nói không có rồi biết giờ hàng của. Ví dụ như mấy chị ra, mấy chị nhận hàng, bên bưu cục gọi mấy chị nghe máy, bên bưu cục gọi mấy chị ra nhận hàng thì đơn hàng của mấy chị còn. Còn nếu đi giao hàng gọi điện thoại mấy chị không được, hoặc là gọi điện thoại người nhà mấy chị nghe hay như thế nào họ không giao được, bắt buộc họ phải hoàn về cho bên em nha. Bên em ngồi em bán hàng xong em toàn là đóng hàng ngược lại không à, cắt hàng ra bán lại không à. Mà mấy chị nói đơn hàng, em nói thật sự bán một đơn lời cho mấy chị bao nhiêu, mà mấy hôm nay cứ sáng mở điện thoại ra là đủ thứ các thể loại lý do. Hôm qua mấy đứa chốt đơn xả một đống hàng, mà sao mấy chị mua hàng ngộ ngộ đời dễ sợ luôn á. Đâu rồi, tới quần nào rồi? Thấy 125 bên Ninh Huệ cao. Dục xuống rồi mà. Bữa nay em cọc luôn á, bữa nay thấy hàng mà em cọc luôn á. Suy nghĩ chương trình khuyến mãi cho khách mình, đi kiếm khẩu trang cho khách mình, đi kiếm nước rửa tay cho khách mình. Cuối cùng khách mình đối xử với mình tàn tệ. Ví dụ như em nói mấy chị nha, nội mà nước rửa tay mà đi kiếm cho mấy chị cũng sốc đầu sốc cổ luôn á, hết tâm hết dạ. Mà cuối cùng em thấy người, cái người mua hàng á sao đâu á, buồn kinh khủng khiếp. Giống như hôm nay em tặng chương trình khuyến mãi nè, mấy chị mua chứ nhiều người đúng có chuyện nhiều chị chia sẻ, có nhiều người không chia sẻ. Hôm nào em vui thì nó khác, hôm nào bị ảnh hưởng tâm lý phải cố gắng là gượng cười lên để bán hàng. Nó đương nhiên là không lẽ giờ tự nhiên người ta không làm gì mình quay qua mình nạt nộ người ta thì nó không hay. Nhưng mấy chị cứ sáng mấy chị thấy đóng đơn xả là mấy chị thấy nhức đầu liền, em nói thiệt luôn. Mấy chị cứ sáng thấy đóng đơn xả, thấy đóng đơn hoàng về, thấy đóng đơn báo không gọi điện, không nghe mấy, không gọi điện được, không nghe mấy, khách hàng từ chối, tính sai tiền, không nhận hàng, không cho kiểm, không nhận hàng, là mấy chị biết cảm giác như thế nào. Mình phải lướt qua được, nhưng hôm nay nó hơi khó chịu, nó không lướt qua được. Cái này thiệt sự là có những chị không làm gì em lại khó chịu lay với mấy chị thì em xin lỗi. Còn một số chị mua hàng á, xong giờ em không bán nữa thì vô chửi em. Mấy chị có nghĩ người ta bán cực như thế nào, mấy chị đùa giỡn trên cái sức lao động của người ta thì ai mà không cực. Họ không gọi điện, ok, em sẽ chụp. Em sẽ chụp đơn hàng này của chị Trung Nguyễn. Tại vì á, riêng đơn hàng của em Thảo phải kiểm tra trên hệ thống của em. Nếu họ báo đơn hàng như vậy thì em để nghe theo đơn hàng trên hệ thống. Trừ phi em phải test lại, và có một chị sẽ test lại và họ sẽ gửi trực tiếp cho em. Họ gửi trực tiếp là test lại, người đó vẫn không nghe máy. Đây, họ gửi trên hệ thống cho bên em, gửi trên điện thoại riêng cá nhân cho bên em. Ok, cái này nếu mấy chị nói, chị nào mà không phải sự thật như vậy, bên em sẽ báo cho bên bưu cục để xử lý anh bưu tá đó. Thậm chí nha, nếu mà bưu tá nói dối cho ông tá nghỉ việc luôn. Mấy chị ơi, cho em cái gì đó em lấy lại tinh thần rồi mấy chị. Em không nói được, miệng em nó cứng cứng, em không quảng cáo được hàng, em không muốn lên hàng mới mà em không lên được, em tức quá đi. Giờ sao em lên xong cái này hả? Rồi bây giờ em hả? Mà đừng giận bên bưu điện không được, đúng là bên ok. Không, bên bưu điện là một phần không gọi điện, nhưng cái người test đơn họ sẽ gọi lại cho bên em, họ gọi lại giùm bên em, họ thông báo. Còn nếu mà bưu cục họ lại thêm một lần nữa nói dối là em xử lý tới cùng. Mấy chị đúng không? Mất danh dự khách hàng, tới nhà khách hàng mà xin lỗi khách hàng cho tôi, chứ tôi bán cho bà đó, tự nhiên của người ta đang là khách quen như vậy, cái anh lên vu khống khách của tôi, làm tôi chửi khách hàng của tôi thì anh phải chịu trách nhiệm. Cái đó em nói thiệt. Còn rất nhiều trường hợp bên em có test lại thì đa số là không có nghe máy. Những cái trường hợp mà bên bưu cục bội báo là không nghe máy, em gọi lại họ cũng nghe máy. Cái đó là em có xác nhận chắc chắn 100%, chứ chẳng ai muốn mất khách hàng hết á. Rồi, xong chưa? Không lấy lại được tinh thần mấy chị ơi, rồi sao đây? Hả, bây giờ làm sao? Chứ không phải một ngày em có mấy trăm đơn hàng mà em chảnh chó, em vì một khách hàng em lướt qua không có đâu mấy chị. Một ngày em thảo 300-400 đơn hàng, nhưng một cái đơn hàng gặp trục trặc em Thảo vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì đó là tâm huyết của em Thảo, đó là cái
cái niềm vui của em, động lực của em để em làm việc tiếp. Nên là dù có một đơn hàng trục trặc em cũng sẽ giải quyết tới cùng. Chứ không phải là vì mình bán được nhiều mà mình thấy một hai đơn hàng nó không đáng là bao nhiêu mình lại bỏ qua. Thật sự không bao giờ có chuyện đó, mấy chị cứ hỏi nhân viên của em. Nhiều khi chính nó anh thuê người ngồi về làm, em có em làm, em có chồng em làm, cuối cùng em cũng nhảy xuống em tính tiền đơn hàng cho mấy chị. Hoặc là em sẽ kiểm tra một số đơn mà gặp trục trặc là em bắt phải giải quyết tới cùng cho em, dù là một khách hàng nhỏ. Dù là họ mua một hai đơn hàng thôi, một ngày em có thể bán vài 100-200 triệu bình thường, nhưng mà một đơn hàng 100-200 ngàn em phải xử lý tới cùng. Cái đó là tính cách của em, chứ không phải là. Nhưng mà có nhiều khi sơ sót là do em không nhìn thấy, nhân viên của em nó lướt qua rồi em không nhìn thấy, em không giải quyết thôi. Chứ em mà đã thấy rồi không bao giờ em bỏ qua. Mà thậm chí nhau vì một hai đơn hàng em có thể cãi nhau với bưu cục. Bên bưu cục muốn ghét em, muốn chửi em kiểu gì cũng được, em phải xử lý cho tới cùng. À, vì 1.000 cũng phải xử lý, bởi vì đó là uy tín của em nữa. À, giờ bán cho mấy chị cái gì đây? Nó để nhà em có nội, tôi cũng biết hàng chi mà bán nữa. Đưa cái xếp thể thao mà ở đem xuống luôn đi. Rồi, với lại một phần là hôm nay mấy đứa nó để hàng, nó che lại hết toàn bộ. Em không biết hàng gì em bán đó, nên em bị đơ. Em hồi trưa này em tính qua mà em thấy hồi tối này em đi xe máy nhiều quá em đau bụng, nên hồi trưa này em không qua bên đây sớm. Em phải sắp xếp được hàng thì em sẽ sung hơn, là em không sắp xếp được hàng. Rồi, thả tim hả? Ok. Rồi, cái quần size 32-33 120. Phải nói chứ cho người khác hiểu, chứ không nói là sao Thảo bán hàng mà nó lại có thái độ với khách, đúng không? Khách hàng là cái nguồn tiền của mình mà. Tao tặng mấy chị quần 95.000 đi ha. Tao tặng quần 95.000 rồi tiếp tiếp. Đúng không mấy chị? Chứ vì một cái chuyện mà mình không phải lỗi ở em, mà bản thân em phải gánh chịu những cái người câu nói vừa nặng nề là bán hàng là chảnh, bán hàng không bán cho người ta, bán hàng mà nói khách hàng như thế này như thế kia. Tự nhiên cái em bị vừa tốn tiền ship mà vừa tốn tiền là bị chửi nữa hả? Rồi xong chưa? Rồi comment giùm em bộ tím 55kg đổ về bán cho mấy chị 79.000 mở hàng. Rồi mở hàng cho mấy chị một cái lô này đặc biệt nha. Xét thể thao mấy chị nhận được về đi rồi em bán cho. Xét thể thao nhận được về đi rồi em bán cho. Rồi xong chưa mấy chị ha? Đây là cái set thể thao, mấy chị có thể mặc đi tập game, mấy chị có thể mặc phối, nó co giãn đã lắm, 53-54kg, 55kg là chuyện bình thường. Coi cái vải của nó nè mấy chị. Trời ơi, từ bữa giờ là em không chưa thời gian. Cái này mấy chị đi tập game, mấy chị đi tập thao không thôi, mấy chị mặc thành đồ lót cũng được nha. Rồi cái set này cộng với mấy chị mặc thêm một cái áo khoác cho em, một cái khoác nhẹ ở ngoài cho em nữa, khoác lửng cũng đẹp nữa. Rồi bây giờ được bao nhiêu màu đen đây? Tặng cho mấy chị set này. Hàng này là hàng cao cấp nhưng vì không đúng gu của em nên em chưa bán. Nhưng mà em cứ thấy nó đẹp quá em chịu nổi em cứ nhập về. Tặng mấy chị 49.000. Rồi comment giùm em set đen 49.000. Cái này mấy chị mua về mấy chị có thể phối với đồ để đi tập gym á, hoặc là mấy tập yoga á, thoải mái luôn. Nè cái vải này đã không? Cái vải đó là vải gân. Rồi comment giùm em Thảo set đen 49.000. Set đen 49 chị Ngân Bình. Đó, bây giờ mấy lần em bị đơ miệng ra không quảng cáo được, dù cái set nó đẹp vậy là bình thường quảng cáo ghê không mấy chị. Rồi chị Thiều Thiết set đen 49 ok nè, chị Ngọc Hơ Lan set đen 49 nè. Rồi chị nào lấy set đen 49 nữa, rồi em lên set xám luôn nha mấy chị nha. Rồi chị Hoàng Liên một set đen ok, rồi lên set xám nữa nha mấy chị. Tâm kia mấy chị ha. Set đen cho chị Quyền Trang nè, Quyền Trang Phạm nè, set đen chị Trâm Quỳnh nè, rồi set đen chị Hương Nguyễn nè, rồi ai set đen nữa. Rồi comment giùm em set xám có 19.000 tiền ship thôi nha mấy chị nha. Hôm nay em khuyến mãi ngày Valentine đó. Rồi ai nữa vậy? Tới ai rồi? Chị Trâm Quỳnh, Hương Nguyễn rồi đúng không? Bảo Thi nè, chị Hoa HB nè, chị Mùa Thư Cao nè, rồi hết rồi. Rồi comment giùm em mà xám 49.000, còn set nào nữa không? Rồi xám cho chị Trần Vũ Ngân Bình nè, 55kg đổ về thoải mái, tại quý này nó co giãn mạnh lắm. Rồi comment set thì em xong đưa đây đi, ngồi còn mà không đưa. Rồi xong chưa, thêm 2 cái quần hàng xã cái nha. Quần này size bao nhiêu đây? Size 1X nha mấy chị.
quần tây ăn đông mà bị bơm nữa chứ. Rồi comment liền giùm em Thảo nè, quần tay 1 ít bán mấy chị? 125 nè. Bảo Thi comment 1 lần thôi, Bảo Thi ơi. Rồi tiếp tục, cho em cái quần lỡ nữa. Quần cái quần này mấy chị size 32, 33 mặc vừa. Rồi bán mấy chị quần sập 95 ngàn luôn. Quần sập 95 ngàn. Rồi cái này quần gì đây? Quần này là quần ống rộng 120 ngàn, bây giờ bán cho mấy chị 62, 63 kg đổ về. Rồi em bán cho mấy chị 90 cái quần này thôi. Comment giùm em quần 90. Ủa sao tự nhiên quần 125 là nào vậy? Chị Ánh Ái Việt Huỳnh quần 125 ok. Rồi quần caro này tặng mấy chị luôn 95 ngàn, size 32 mặt vừa. Rồi Phi Yến Lê nè, quần tập 95 cho chị Tâm Phan nè, 90 đúng không? Rồi xong chưa? Anh sẽ tên cho mấy chị quần 90 là quần ống rộng á, 53, 54, 55 ký đổ về. Rồi bộ đồ đen bán cho mấy chị là 79 ngàn. Comment giùm em Thảo bộ đen 79 ngàn. Rồi bộ này là bộ cam 79 ngàn. Em lên hàng xã cho mấy chị ha, được không? Em tối nay đi lỡ khớp rồi. Lỡ khớp rồi 55, 57 ký đổ về. Comment giùm em nha mấy chị ha. Rồi comment liền giùm em. Rồi màu cam. Rồi ok chị chung gì đó không? Rồi xong chưa? Comment giùm em bộ tím 79 ngàn luôn. Bộ tím 79 ngàn. Còn không chị ra bưu cục hàng nào lộn chị gửi hết ra cho em, hoặc là gửi toàn bộ đơn hàng đó về cho em. Rồi xong chưa mấy chị? Cam 79 cho Ái Việt Huỳnh. Rồi tiếp theo. Tiếp theo. Quần này tặng mấy chị luôn 49 ngàn luôn đi hả? 55, 57 kg đổ về. Comment giùm em quần hồng 49 ngàn. Rồi quần đỏ 49 ngàn. Dạ không có thì Thùy Trang ơi. Rồi quần đỏ 49 ngàn luôn. Rồi quần caro hết rồi thì Bảo Thi ơi. Rồi má ơi quần đen luôn 45 ngàn, 49 ngàn luôn chứ lộn. Ủi xước nó lẫn vô đây một cái. Rồi comment giùm em đen 49 ngàn. Rồi cái này màu xám 49 ngàn cho mấy chị luôn nha. Rồi xám luôn. Rồi quần chị Ngọc Bích Trần lấy hết. Ok. Nè đầm nè, ba cái này hốt hết đi chị Ngọc Bích Trần. Rồi đầm. Giờ cái đầm lên cho sướng đời hỉ. Bộ tím 79 cho Lê Thị Tuyết Mai. Giờ cái đầm lên cho sướng cuộc đời ha. 55, 53 kg đổ về. Coi hai mấy chị, tay phối von ở trên cổ sơ mi phối với ren. Đẹp chưa? Rồi đầm nu 79 ngàn cho em luôn. Đầm nu 79. Rồi đầm ruốc 79 cho Thảo luôn nha. Đẹp không? Nhận về còn phê nữa. Hàng trăm mấy á. Rồi xong chưa? Rồi tiếp theo bán mấy chị luôn. Đầm đỏ 79 ngàn luôn. Rồi kế tiếp lên hai bộ đồ. Nè mấy chị thấy không? Bộ đồ nào mà có tờ giấy, tờ giấy là bộ đồ toàn mới là đồ bơm đó. Em đang bán toàn hàng bơm nè. 62, 63 kg đổ về. Comment giùm em bộ ruốc 99 ngàn. Bộ ruốc 99 ngàn 2 lớp. Ở trong là, ở ngoài là tầm mí. Xong chưa? Rồi cái tiếp. Trời ơi, đâu có biết độ đẹp nó đâu mấy chị. Mở ra mới thấy, mới thấm đạn ha. Rồi comment giùm em Thảo bộ riêu 99 ngàn luôn. Bộ riêu 99 ngàn. Kế tiếp đó, hàng xã đây, hàng xã đây, hàng xã đây. Rồi xong chưa quý vị đồng bào? Đầm đỏ 79 cho Đào Thanh Phạm. Ở dưới đây là hoa thêu 60kg đổ về. Áo hồng 69 ngàn. Áo hồng 69 được 2 cái. Rồi với một cái màu trắng luôn. Ôi đẹp quá mấy chị. Lù quá. Rồi trắng 69 ngàn. Cái tiết này là cây gì đây? Cái này là cái gì đây? Rồi tiếp theo. Áo ăn đông, áo ăn đông. Không có nữa chị ơi, mua hàng mã cần thiết. Đẹp không? Rồi comment giùm em áo trắng 69 ngàn. Áo đỏ 69 ngàn. Với lại áo hồng nữa. Còn cái đầm đẹp quá. 79 đó chị ơi. Em bán mấy cái hàng này em tự tự tin lắm. Bởi vì sao? Cái chất lượng của nó mấy chị có mặc 1-2 năm mấy chị cũng sẽ quay lại nhà em mua nữa. Chất lượng đã lắm luôn á. Rồi xong chưa? Bộ ruốc xong hết rồi phải không? Bộ ruốc hết rồi đúng không? Rồi bây giờ là màu hồng, màu đỏ, màu trắng 55, 57 kg đổ về giùm em Thảo.
thì chị nào 48 kg đổ lên cứ mua cho em nhá. Rồi đờ mờ giùm em áo hồng, chưa? Cho heo sumo. Áo hồng cho heo nè, rồi đỏ với trắng nữa nha. Rồi lên mẫu này luôn, áo hồng cho chị Ngô Tuyền nè, áo hồng cho chị Ngô Tuyền, trắng cho chị Phương Nguyễn nè, rồi còn cái màu đỏ nữa. Phương Nguyễn không có số điện thoại, bỏ qua, trả lại cái trắng cho chị cái. Hồng hết rồi, hồng em thảo hết rồi, quyền trang tạm không, comment sai bỏ qua nè. Xong chưa mấy chị ơi, mấy chị mua hàng comment đúng mã giùm em đi mấy chị. 55-57kg đổ về. Con đâm thuốc 79 mấy chị ơi. Đính hộp. Xong chưa? Xét xám còn không? Xét xám Kiều Loan Phạm này. Ở lộn Kiều Loan Cao này. Xét xám chị Kiều Loan Cao. Rồi. Áo đen 62.000 luôn, 55-57kg đổ về đính cường. Comment giùm em Thảo đen 62.000. Được nhiêu bình luận rồi. Chọn để em nghĩ chứ. Áo hồng cho chị Mai Mai Lê. Rồi còn một cái áo đỏ nè mấy chị ơi. Rồi còn một cái áo đỏ. Áo hồng hết luôn rồi. Mạng vậy mà yếu, hôm nay mạng vậy khỏe bình thường mà. Mấy bữa mấy chị không coi được luôn á. Rồi comment giùm em đỏ 69.000. Rồi đen 62.000. Cam 62.000. Trắng 69 cho Phương Nguyễn. Trắng là trắng nào vậy? Trắng theo đúng không? Trắng có cái tên tim màu đỏ. Rồi trắng 69 cho Phương Nguyễn, ok. Cái đó là cái nào vậy? Hồng 69. Không phải đâu. Rồi xin chưa? Rồi cảm ơn nhìn em cam 62, 55-57kg đổ về áo cam 62. Nữa này là cái gì đây? Áo ăn lông đá nữa nè. Rồi ăn lông đá dài tay, hàng như mấy chị cũng hai đúng không? Tặng mấy chị comment giùm em dài tay 69.000 luôn. Rồi dài tay 69.000. Rồi đây đầm đây đi nữa. Lên cái đầm dạ hội tặng cá cho vui ha. Rồi cái dạ hội này là 65kg đổ về. Rồi thôi mấy chị em ngưng phiếu đi mấy chị. Em nghỉ một phiếu nha. Để em tắt em vô lại cái livestream khác cho nó khí thế chứ. Dài tay 69 cho Mai. Tự nhiên cái không biết bán sao hết. Dài tay chị Mai Mai lên, nhưng nó bị đơ càng kiểu chi á. Em không biết bán như thế nào hết luôn á. 65kg đổ về, comment giùm em Thảo là tặng mấy chị. À 99.000. Xong chưa? Rồi, tặng mấy chị 99.000. Nắng hồ áo đen 62, áo đen 62 nè. Ok, trời giờ mới lên luôn á hả? Cam cho chị Ngọc Huyên Trần nè. Ờ, comment quậy mà không kịp nữa hả? Rồi thôi, bây giờ em Thảo sẽ apply, em Thảo sẽ vô lại like mới để cho nó làm đỏ cho hoa sống đời. Dép nghe chị, em mua dép hoa. Rồi. Em lấy đội phân độ mà tắt. Làm đỏ chính nè, Phi Phạm Thủy luôn, quất luôn nè. Cho Phi Phạm Thủy một cái luôn đó. Thấy chưa? Chiều lòng chưa? Không, em thoát. Em tắt em thoát ra, em vô lại được chưa? Giờ em sẽ vô lại để em cho như là bắt đầu lại từ đầu đi. Không thôi tự nhiên một cái livestream khó chịu em không thích đâu. Em thích một cái livestream nào mà nó thoải mái một tí xíu. Đúng không? Bây giờ em thoát ra vô lại mấy chị, vô trang cá nhân của em lại nha. Rồi một đứa về bển Linh phụ lên đơn với anh Thông đi. Rồi bây giờ em sẽ lên đơn, thoát ra vô lại, bán hàng xả cho mấy chị và vẫn cộng tiền ship 19.000 thôi, ok chưa? Chấp nhận ha. Rồi bây giờ em thoát ra vô lại đây. Rồi đợi em một tí xí, rồi mấy chị vô trang cá nhân của em Thảo lại nha.